Thầy chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu kỹ năng viết một bài văn tả cảnh sinh hoạt. Các em thân mến, tại nơi các em đang sinh sống và học tập hàng ngày, hẳn là đã có rất nhiều cảnh sinh hoạt thú vị đang diễn ra với bao khoảnh khắc thật đáng nhớ. Vậy bằng cách nào để các em có thể chia sẻ với bạn bè, người thân những khoảnh khắc đáng nhớ mà các em từng chứng kiến? Bên cạnh kỹ năng viết thì kỹ năng nói cũng là một trong những cách đem lại hiệu quả rất cao. Tiết học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kỹ năng nói nghe trình bày về một cảnh sinh hoạt nhé. Các em nhớ lấy tập vở ra để chuẩn bị ghi bài. Các em chú ý trong clip bài dạy của thầy, khi nào có biểu tượng bàn tay cầm cây bút là phần đó các em phải hiểu là chúng ta phải ghi vào vở của mình. Bây giờ, thầy trò chúng ta bắt đầu đi vào phần bài học. Đầu tiên đó là phần khởi động, các em chú ý những cái phần gợi ý sau đây để cho chúng ta có thể có những cái định hướng để chúng ta chọn những cái cảnh sinh hoạt mà chúng ta tham gia chứng kiến để mà chúng ta trình bày phần nói trước các bạn. Sau đây là 8 câu hỏi gợi ý cho các em. Em đã bao giờ theo người thân ra đồng chưa? Em đã bao giờ đi chợ cùng với mẹ chưa? Hay em đã từng đến một bãi biển xinh đẹp nào? Em đã từng đi thăm một danh lam thắng cảnh, một di tích lịch sử nào chưa? Em đã bao giờ đến thành phố chơi? Hay là em đã có tham gia một cái hoạt động thiện nguyện cùng với gia đình? Em đã bao giờ đi tảo mộ thăm ông bà? Hay em đã bao giờ tham gia lễ hội nào mà em cảm thấy ấn tượng? Thì đây chính là những phần gợi ý để các em có thể lựa chọn đối tượng để mà nói trình bày về một cảnh sinh hoạt. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần hình thành kiến thức. Đầu tiên là các bước tiến hành. Để tiến hành một cái bài nói nghe thì chúng ta sẽ có 4 bước sau đây. Bước thứ nhất là phần chuẩn bị nội dung. Các em phải chuẩn bị đề tài bài nói của mình, đó là tả cảnh sinh hoạt. Người nghe ở đây là thầy cô giáo và các bạn. Mục đích nói đó là tả cảnh sinh hoạt. Khi nói thì các em phải bám sát được mục đích, nội dung, nói và đối tượng nghe để bài nói của chúng ta không bị đi chệch hướng. Bước 2 đó là khâu tìm ý và lập dàn ý. Đầu tiên các em phải đọc lại đoạn văn đã viết, sau đó các em phải xác định các ý, liệt kê các ý bằng các gạch đầu dòng. Các em phải nhớ ghi lại những cái cụm từ chính và quan trọng, những cái từ khóa quan trọng để trình bày. Tiếp theo đó là bước 3, đó là phần luyện tập và trình bày. Khi luyện tập các em cần chú ý, thứ nhất tả cảnh bao quát phải và cụ thể. Thứ hai các em phải biết lựa chọn, điều chỉnh một số từ ngữ câu văn nó phù hợp với văn nói. Đây là một điều mà các em thường hay mắc sai lầm. Thứ ba đó chính là các em phải sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ. Như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp để thể hiện cái cảm xúc của mình. Đây chính là cái phần quan trọng để các em có thể thu hút những người lắng nghe cái phần trình bày của mình. Trong quá trình nói thì các em cũng phải chú ý. Thứ nhất là chúng ta phải tự tin, thoải mái, chú ý chào hỏi khi bắt đầu và phải biết nói lời cảm ơn khi kết thúc bài nói của mình. Sau đó các em phải biết bám sát vào mục đích nói, phải liên hệ bản thân. Các em cũng phải biết bày tỏ suy nghĩ, hào hứng kể về những cảnh, những sự việc mà các em đã chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia. Các em phải điều chỉnh giọng nói và tốc độ nói sao cho phù hợp, nhớ nhấn mạnh những cái chi tiết quan trọng. Các em cũng có thể nêu câu hỏi để lôi cuốn người nghe tham gia tương tác trong cái phần trình bày nói của mình. Bước 4 đó là chúng ta sẽ đến phần trao đổi và đánh giá. Các em học sinh lần lượt, các em phải đóng vai trò mình là người nói và người nghe. Các em cũng có thể sử dụng bảng kiểm để tự kiểm soát bài của mình và đánh giá phần trình bày của bạn. Ví dụ như chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi em thích điều gì nhất trong phần trình bày của bạn. Khi nghe bạn nói em có cảm xúc như thế nào, hoặc là các em có thể trả lời em thấy ý kiến góp ý nào là hợp lý nhất. Nếu có thể em muốn thay đổi điều gì nhất trong phần trình bày của mình không.
Sau đây đó chính là phần gợi ý trong cái phiếu đánh giá theo chỉ tiêu. Các em có thể tham khảo 5 tiêu chí. Thứ nhất là chọn được câu chuyện hay, có ý nghĩa. Thứ hai, nội dung câu chuyện hay và hấp dẫn. Bạn có nói to, rõ ràng và truyền cảm hay không? Thứ tư, bạn có sử dụng cái yếu tố phi ngôn ngữ như điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt cho phù hợp. Và thứ năm là trong bài nói của bạn thì bạn có phần mở đầu và kết thúc hợp lý chưa? Và nó cũng tùy theo cái mức độ mà chúng ta đánh giá phần chưa đạt, đạt hoặc là mức độ tốt các em nhé. Sau đây là phần gợi ý bài nói về tả cảnh sinh hoạt. Trước khi nói thì chúng ta cũng nên có một cái lời mở đầu, một cái lời chào. Ví dụ như là kính chào thầy cô và các bạn, em là... Trước khi vào phần chính của bài nói, em muốn mời thầy cô và các bạn xem đoạn clip sau đây. Bây giờ các em thử xem đoạn clip này nhé. Hôm nay đã là 24 Tết âm lịch và chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ chính thức bước qua năm mới Tân Sửu. Không khí Tết tại thành phố Hồ Chí Minh đang tràn ngập từng con đường góc phố, dễ nhận thấy nhất là tại các khu chợ với lượng người mua sắm tấp nập và hàng hóa nhiều hơn, đậm màu sắc của năm mới. Sài Gòn Time News hôm nay mời quý vị cùng ghé thăm các khu chợ Tết để xem người dân ở Sài Gòn mua sắm Tết Tân Sửu ra sao và có gì thay đổi sau một năm với nhiều tất bật. Hàng về chợ đầu mối Thủ Đức tăng gấp đôi dịp cận Tết. Là một trong ba chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức kinh doanh chủ yếu các mặt hàng nông sản và trái cây. Đại diện ban quản lý chợ cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà kế hoạch sản xuất của nhiều địa phương có sụt giảm. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn hàng và giá cả thị trường. Vào ngày thường, lượng rau củ quả và trái cây về chợ trung bình hơn 2.000 tấn. Nay là thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, lượng hàng về chợ mỗi đêm đều tăng. Cụ thể, rau củ tăng lên 3.000 tấn một đêm, trái cây dao động 4.000 tấn một đêm. Các ngày 26, 27, 28 âm lịch, tùy sức mua, có thể tăng thêm. Về giá cả, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dự báo sức tiêu thụ có thể giảm, nên giá nhiều loại trái cây như bưởi, xoài, thơm, quýt, dưa hấu về chợ giảm từ 10 đến 25% so với Tết năm ngoái. Điểm đáng chú ý của chợ Tết năm nay là tất cả các phương tiện xe ra vào chợ đều được khai báo và kiểm tra y tế nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho các chợ và các cơ sở kinh doanh. Nhờ đó, công tác phân phối hàng hóa mùa cao điểm sắm Tết được ổn định hơn. Hiện tại thì Ngọc Dung đang có mặt tại chợ Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và những ngày giáp Tết như thế này thì các chợ truyền thống đông đúc từ sáng cho đến chiều, lượng hàng hóa đổ về tấp nập và sức mua bán cũng tăng cao hơn so với ngày thường. Các tiểu thương tại chợ Tân Định cho biết họ đã bắt đầu nhập hàng thực phẩm bán Tết từ sau 20 tháng Chạp. Tuy nhiên, do lo ngại chợ Tết ế vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng hàng nhập về khá dè dặt. Một tuần trước Tết, giá bán các mặt hàng thịt gà và hải sản vẫn ổn định. Riêng giá thịt heo đã tăng từ 10 đến 15% so với tháng trước. Giá hàng Tết thì nó ổn định chị, nhưng mà số lượng chắc cũng giảm nhiều tại vì do cái ảnh hưởng của cái dịch Covid-19 thì số lượng người mua với lại chắc có lẽ là sẽ giảm một tí so với năm ngoái và trước khi mà bùng phát dịch. Giá cả thì sẽ có một chút xíu biến động, là hàng Việt Nam thì như mỗi năm thôi. Chị biết mà trái cây thì tất nhiên là phải biến động, không riêng gì trái cây mà tất cả các mặt hàng. Bánh kẹo đồ này nọ, nhu yếu phẩm đều có sự biến động nhẹ, chắc là có nhưng mà không nhiều. Giá các mặt hàng rau củ tương đối ổn định, không có biến động thiếu nguồn cung hay tăng giá đột biến. Tiểu thương cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid nên lượng khách đến chợ truyền thống dịp Tết này đã giảm đi. Qua một cái đoạn video clip thì các em cũng biết là thầy đang muốn hướng các em đến một cái đề tài, một cái cảnh sinh hoạt gì rồi, phải không nào? Đó chính là những cái phiên chợ Tết. Thì đoạn clip bài giảng này ngày hôm nay khi các em xem thì nó cũng đã bắt đầu bước qua năm mới của Tết Dương Lịch. Thì cũng không
tới một tháng nữa, khoảng vài tuần nữa thôi, hơn 3 tuần nữa thôi, thì các em thấy rằng là chúng ta sẽ đón một cái Tết Nguyên Đán. Thì cái không khí ngày Tết bắt đầu các em cũng thấy là nó cũng đã bắt đầu nhen nhóm ở những cái đường phố, khu phố ở nơi các em ở. Thì mặc dù là nó sẽ không còn nhộn nhịp như những cái năm trước do dịch Covid, nhưng mà các em cũng sẽ cảm nhận được những cái không khí thật là vui của cái cảnh mà người mua bán Tết thật là tấp nập. Như vậy hôm nay thầy sẽ định hướng cho các em một cái đề, đó là em hãy tả lại, nói tả lại một cái quang cảnh, một cái phiên chợ Tết như thế nào các em nhé, các em chú ý. Tết năm ngoái, từ đêm hôm trước, tiếng ba mẹ nhỏ nhẹ dưới căn gác bếp bám đầy bụi bặm về việc sắm sửa đồ Tết trong phiên chợ cuối năm khiến lòng em háo hức đến lạ, đó là cảm xúc, đúng không nào? Những ngày cuối năm mọi thứ đều hối hả tất bật và lòng người cũng vậy. Đối với em, phiên chợ Tết thật sự là những điều em mong đợi chờ nhất trong một năm, vì đó là phiên chợ cuối cùng nói lời tạ từ của năm cũ. Đối với rất nhiều đứa trẻ sớm em thì phiên chợ Tết là dịp được mua quần áo mới, được ngắm hoa đào nở rộ, được lẻo đẻo theo mẹ vui đùa. Phiên chợ Tết ở quê em rất là đặc biệt và ý nghĩa. Ý nghĩa như thế nào thì các em chú ý là những ngày cuối năm, người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị gói bánh, dọn dẹp và trang trí nhà cửa sạch đẹp nhất để đón một cái Tết trọn vẹn và ấm cúng nhất. Mấy đứa trẻ con thì cũng hí hửng góp sức, tiếng cười rộn rã sớm nghèo. Ở quê em, phiên chợ Tết thường sẽ diễn ra vào ngày sáng 28 Tết, chứ không phải là sáng 30. Ngày đó em cũng thắc mắc với mẹ, nhưng mẹ bảo 30 Tết là ngày mà người ta đang bận rộn để chuẩn bị mâm cỗ đi cúng ông bà tổ tiên. Đứa trẻ lên 10 cũng không thắc mắc gì nhiều, miễn sao em thấy vui khi được đi chợ Tết. Sáng 28 Tết, em thường dậy sớm theo mẹ đi chợ, hình như ai cũng dậy sớm thì phải. Vì đó là phiên chợ cuối cùng của một năm cũ, con đường dẫn ra chợ quê ngày Tết hôm đó dường như phảng phất hương vị của đất trời, của sự giao thoa sắp diễn ra, vì em thấy là lạ, khích căng lòng ngực sương mai rơi nhẹ. Khung cảnh chợ quê ngày Tết cũng khác hẳn mọi người, đông đúc và đa sắc màu như một cái bức tranh tuyệt đẹp hiện lên giữa quê nghèo. Người người chen chân nhau đi mua sắm, kẻ bán người mua thì vui cười hớn hở. Họ không kỳ kèo mặc cả ôm sòm như mọi ngày, vì ai cũng muốn có những giây phút cuối cùng của năm cũ bình yên và nhẹ nhàng an lòng nhau nhất. Lúc trước đi chợ với mẹ, thấy mấy cô bán thịt, bán cá lớn tiếng lắm, nhưng hôm nay nhìn họ ngoan ngoãn như những đứa trẻ con được cho quà. Hai bên con đường dẫn vào chợ là những nụ hoa đang chứng chiếu với đầy đủ màu sắc rợp cả một vùng. Những cành đào màu hồng phớt nhẹ còn vương vài giọt sương mai tinh khiết, khoe sắc trong nắng sớm ban mai của mùa xuân, e ấp hơn là những nụ tầm xuân khép mình lặng lẽ. Em thích nhất là được chọn hoa với mẹ, hít hà hương vị của từng loại hoa thật dễ chịu. Mọi người háo hức chọn cho mình những cành hoa tươi thắm và rực rỡ nhất để bày biện trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Ở chợ Tết vùng quê không nhiều hoa như ở thành phố, nhưng với người dân quê như thế này là quá sung túc, đủ đầy cho một năm mới sắp đến. Những đứa trẻ con áo mới tinh tươm, nụ cười giòn vang khiến cho mùa xuân ấm áp và an lành hơn. Thật ra bọn trẻ con đi chợ Tết cuối năm cũng chỉ để xem người ta mua bán, xem không khí Tết ùa về trên ngõ, xem những chiếc xe ô tô lớn chở đầy hoa đào. Mùa xuân ùa về rộn rã trong những gian hàng bánh kẹo. Năm nào cũng vậy, em thường dành phần chọn mua bánh kẹo. Những chiếc kẹo lấp lánh màu sắc nằm ngoan ngoãn trong những chiếc hộp nhỏ xinh khiến những đứa trẻ háo ăn thèm thuồng. Và phiên chợ Tết mẹ cũng hào phóng hơn, khi em đòi mua gì thì mẹ cũng sẵn sàng cho. Như vậy là các em
thấy rằng là ở những cái phiên chợ Tết thì ở quê thường sẽ rất là đông đúc, đến tận trưa mới vãng, ai ai cũng chất đầy túi những cái thứ cần thiết để đón năm mới. Đây là một cái đặc trưng ở những cái ngày giáp Tết, đúng không các em? Ở gian hàng bán gia cầm dường như đông vui hơn vì có thêm âm thanh vui nhộn của những chú gà, vịt ngang. Ngày Tết mọi người cũng phóng khoáng hơn trong việc mua sắm, mẹ em cũng mua rất nhiều thứ và em thì cứ hí hửng theo sau để xách đồ giúp mẹ. Ngày Tết đã về trên vùng quê nghèo miền Trung quanh năm vất vả, nhưng chợ Tết cuối năm là dịp để mọi người trút bỏ nỗi lo, háo hức chuẩn bị đón một năm mới đến. Cho đến bây giờ, vào năm nào cũng vậy, em cứ chờ đến phiên chợ Tết để cảm nhận được sự chuyển động của đất trời. Các em thấy là thầy vừa gợi ý cho các em tả một cái quang cảnh về một cái phiên chợ Tết ở miền quê. Thì nếu như các em không có dịp về quê thì các em cũng có thể nhớ lại những năm trước mà chúng ta đã từng cùng với ba mẹ đi mua sắm chợ vào những cái ngày giáp Tết, thì các em cũng có thể điều chỉnh để tả cái đường phố, khu phố nơi em ở vào những ngày giáp Tết cũng rất thú vị đó các em. Bây giờ đây đến phần vận dụng, thì các em chú ý câu hỏi vận dụng sau đây. Em hãy quay video bài nói của mình. Em có thể chèn nhạc phù hợp, nhưng nhạc nhớ để nhỏ thôi nha các em, kết hợp với hình ảnh để tả lại một cái cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự. Giống như vừa rồi thầy Phi mới vừa gợi ý cho các em là các em cũng có thể tham khảo cái phần gợi ý hồi nãy của thầy. Các em cũng có thể điều chỉnh lại tả một cái quang cảnh đường phố, khu phố nơi em ở vào những ngày giáp Tết các em nhé. Sau đây là phần hướng dẫn về nhà, thì các em cố gắng là hoàn thành cái bài tập vận dụng theo yêu cầu. Các em học sinh khối 6 thương mến, vừa rồi là phần gợi ý định hướng của thầy về kỹ năng nói nghe trình bày về một cảnh sinh hoạt. Các em nhớ ghi chép bài và làm bài tập thật đầy đủ. Tiết học của chúng ta đã kết thúc. Thầy chúc các em thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em trong tiết ôn tập chủ đề 5, trò chuyện cùng với thiên nhiên. Thầy chào các em.